Chuyển sang một thông tin liên quan tới lĩnh vực giao thông vận tải. Thưa quý vị, mới đây Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC thông báo sẽ khai thác thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc đang khai thác, quản lý vào cuối quý 3 năm 2022. Theo đó, VEC đã hoàn thành đầu tư lắp đặt đưa vào khai thác hệ thống thu phí tự động không dừng cao tốc cầu rẽ Ninh Bình từ tháng 6 năm 2020 đối với 15 làn. Hệ thống hiện hoạt động hiệu quả với tỷ lệ phục vụ chiếm 51% doanh thu toàn tuyến. Các tuyến cao tốc còn lại bao gồm Nội Bài, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Bến Lức, Long Thành, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và một số làn còn lại tuyến cầu rẽ Ninh Bình. VEC đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng từ ngày 5 tháng 5 năm 2022. Dự kiến VEC sẽ đóng thầu vào ngày 25 tháng 5 và hoàn thành lựa chọn nhà thầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2022. Sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu, VEC sẽ tiến hành thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc mà công ty này đang khai thác.